Võ Thần Chúa Tể chương 5367 và La Thành Chủ, mà tại tầng Trần lần đầu tiên nhìn thấy tử hải thời điểm, ở địa phương trung tâm nhất của di khí chi địa, một tòa thành trì cổ xưa đứng vững ở chỗ này, tòa thành trì này vô cùng nguy nga, ít nhất có trăm vạn dặm phương viên, phóng tầm mắt nhìn lại, giống như một tòa to lớn thái cổ cự thú nằm ngang trên bình nguyên đen kịch này, làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố tim đập nhanh áp bách cảm giác, nơi đây chính là nơi duy nhất trung tâm thành trì của Di khí chi địa, Di khí chi địa thành. Di khí chi thành chính là Di khí chi địa rất nhiều cường giả hao phí ức vạn năm mới thành lập mà thành, ai cũng không biết Di khí chi thành thời gian thành lập đến tột cùng có bao lâu xa, mọi người chỉ biết là khi bọn họ bị giam giữ ở Di khí chi thành thời điểm bắt đầu, nơi này cũng đã có này một tòa thành trì, căn cứ cổ sư nhất nghe đồn, Di khí chi thành người thành lập là đời thứ nhất bị giam giữ ở chỗ này cường giả, ức vạn năm qua tiếp theo bị giam giữ vào tử hải lòng giam cường giả không ngừng đem gia cố hơn nữa đem mở rộng mà sau khi trải qua vô số vạn năm khuếch trương di khí chi thành mới rốt cục có quy mô hiện tại ở di khí chi địa tuy rằng mỗi một cái cấm khu chi chủ đều có thuộc về mình hạch tâm chi địa như quỷ vương điện tử thần mộ địa các loại địa phương nhưng mỗi một cái cấm khu chi chủ cũng đều sẽ tại di khí chi thành thành lập lên một cái nơi đóng quân hơn nữa phái dưới trướng nhân lưu thủ ở chỗ này bởi vì nơi này là toàn bộ di khí chi địa nơi vô số cường giả tiến hành trao đổi cùng đổi đồ vật địa phương di khí chi địa cực kỳ bao la rất nhiều cấm khu chi chủ muốn tiến hành trao đổi cùng trao đổi thường thường qua lại liền phải hao phí rất nhiều thời gian mà ở di khí chi thành tiến hành trao đổi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nơi này cũng là nơi tập trung tất cả tin tức di khí chi địa hội tụ cấm khu chi chủ số lượng di khí chi địa nhiều nhất mà chính là một địa phương như vậy cũng là nơi an toàn nhất di khí chi địa hơn nữa nơi này còn không giống ngoại giới có một người khống chế tuyệt đối bởi vì di khí chi địa bên trong cường giả số lượng quá nhiều không có một cái cường giả nào có can đảm nói có thể đối phó tất cả những cấm khu khác chi chủ thật giống như tử thần mộ chủ cường giả như vậy có tử thần liêm đao như vậy đỉnh cấp minh binh tuy rằng chỉ luận thực lực đủ để áp đảo trên cấm khu chi chủ khác thế nhưng thật muốn giao thủ chỉ cần có mấy tôn cấm khu chi chủ liên thủ tử thần mộ chủ sẽ lâm vào vây công căn bản chiếm không được thượng phong tuyệt đối cho nên ở di khí chi địa không có một cái tuyệt đối lãnh tụ nhưng có người địa phương thì có giang hồ nơi này mặc dù không có một cái tuyệt đối lãnh tụ nhưng vẫn như cũ có phủ thành chủ tồn tại mà nơi ở trong phủ thành chủ này chính là một cường giả được rất nhiều cấm khu chi chủ di khí công nhận vì bảo vệ an toàn cùng hòa bình của di khí chi thành tất cả cấm khu chi chủ đều ký kết hiệp ước, đó chính là ở di khí chi thành tuyệt đối không cho phép tùy tiện động thủ, dù sao Vĩnh Hằng Trật Tự cảnh cường giả giao thủ thật đáng sợ, cho dù là di khí chi thành kiên cố hơn nữa, cũng rất khó triệt để ngăn. Trở Vĩnh Hằng Trật Tự cảnh cường giả công kích. Một khi giao thủ, di khí chi thành có chỗ hủy hoại, cái này cần mọi người hao phí hàng chục thậm chí gấp trăm lần thời gian đi chữa trị, cho nên ức vạn năm qua tại trải qua lần lượt giao phong về sau di khí chi thành liền lưu lại như vậy một cái trật tự bất luận kẻ nào không được tại di khí chi thành lung tung giao thủ một khi phát hiện sẽ gặp phải di khí chi thành tất cả cấm khu chi chủ nhằm vào cái này trở thành di khí chi thành một cái thiết luật mà di khí chi thành trong phủ thành chủ cư trú chính là mọi người đề cử giữ gìn di khí chi thành trật tự một tôn cường giả tôn cường giả này cần quanh năm tòa trấn di khí chi thành Giữ gìn di khí chi thành trật tự, hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối phải trấn được trang, cho nên bình thường chỉ có cấm khu chi chủ bên trong cao cấp nhất nhân vật mới có tư cách ngồi lên vị trí này, mà vị trí này mặc dù là một vinh quang, nhưng nhiều hơn là một loại trách nhiệm, không có quá nhiều chỗ tốt, lại phải chịu không ít hạn chế, cho nên rất nhiều cường giả cũng không muốn ngồi lên một vị trí như vậy. Ngược lại là hạn chế thành. Chủ phó thành chủ vị trí rất nhiều người vui vẻ đảm nhiệm một chút, phó thành chủ tổng cộng có 5 người, vị trí này tương đối tự do, lại không có quá nhiều hạn chế, còn có thể đạt được danh vọng nhất định, cho nên rất nhiều cấm khu chi chủ đều vui vẻ lên làm một lần, lúc trước vây công quỷ vương điện, rất nhiều cấm khu chi chủ sở dĩ nguyện ý lấy phù long quỷ tổ cầm đầu, chính là bởi vì phù long quỷ tổ năm đó liền từng làm phó thành chủ của di khí chi thành. Thành chủ và phó thành chủ di khí chi thành cứ cách trăm vạn năm lại đề cử một lần nữa nhưng bởi vì những vị trí thành chủ này cũng không có quá nhiều người muốn đảm nhiệm cho nên trên trăm triệu năm qua người được chọn thành chủ vẫn không thay đổi do già la minh tổ đảm nhiệm và la minh tổ này một thân tu vi cực kỳ khủng bố đã đạt tới vĩnh hằng trật tự cảnh hậu kỳ hơn nửa thủ đoạn đông đảo thần thông mênh mông luận thực lực tuyệt đối là một trong những cường giả cao cấp nhất di khí chi địa đơn đấu đơn hắn thậm chí không thua gì cường giả như huyết sát quỷ tổ và tử thần mộ chủ mà. Mấu chốt nhất chính là hắn vẫn là một người hiền lành. Đối với thăm dò tử hải chi địa có chút vô dục vô cầu, không giống xăm minh quỷ vương những người này thích thăm dò tử hải chi địa, thậm chí rất ít tiến vào qua chỗ sâu của tử hải chi địa, mà người này đối với quy tắc lại là xem rất nặng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư di khí chi thành quy tắc cho nên tại ức năm trước hắn lần đầu tiên đảm nhiệm thành chủ sau mọi người cũng đều ngầm thừa nhận hắn vẫn ngồi ở thành chủ vị trí này đã rất nhiều năm không có thay đổi qua mà khuyết điểm lớn nhất của già la minh tổ chính là thích bế quan hắn gần như phần lớn thời gian đều ở trong bế quan cũng may di khí chi thành sừng sững nhiều năm như vậy tất cả mọi người đã biết quy củ nơi này nếu không di khí chi thành đã sớm rối loạn lúc này ở trong một không gian tuyệt mật sâu trong phủ thành chủ di khí chi thành một thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở trước mặt của hắn, vô tận sát ý bắt đầu khởi động, giống như hải dương bình thường không ngừng kích động, ở trong không gian này không ngừng qua lại trùng kích. Nếu Phù Long Quỷ Tổ ở, chỗ này sẽ nhận ra, người này chính là một trong năm đại phó thành chủ của thành Di Khí cảnh Ma Quỷ Tổ. Người này một thân thần thông cực kỳ quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, chính là cánh tay trái cánh tay phải của già La Minh Tổ, già La Minh Tổ lúc bế quan, chính là ảnh ma quỷ tổ thay hắn quản lý thành di khí, so với già La Minh tổ là một người hiền lành, ảnh ma quỷ tổ thủ đoạn tàn nhẫn, lợi khí kinh người, luận hung danh chỉ mạnh hơn huyết sát quỷ tổ và tử thần mộ chủ chứ không kém, cường giả trong thành di khí sợ hãi nhất chính là rơi vào trong tay ảnh ma tổ. Bùng, chỉ thấy trước mắt hư không trung, vô tận. Sát ý kích động, nhào nhào thu liễm đến một đạo thân ảnh bên trong. Cùng lúc đó một đạo hiện ra khủng bố sát ý thân ảnh chậm rãi đi ra, người này khuôn mặt ưng nham hiểm, cả người phát ra hung khí, giống như một pho tượng sát thần, nhưng chỉ sau một bước, hung khí trên người hắn trong nháy mắt tiêu tán, cả người phút chốc trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, giống như một người hiền lành, căn bản không nhìn thấy nửa điểm tính công kích, thậm chí căn bản không giống một tù nhân, nếu đám người phù long quỷ tổ ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người trước mắt, chính là thành chủ di khí thành già la minh tổ già la đại nhân sau khi già la minh tổ đi ra ảnh ma quỷ tổ vốn đang lẳng lặng, lặng cúi đầu cung kính hành lễ với già la minh tổ nếu để đám người phù long quỷ tổ nhìn thấy một mạng như vậy nhất định sẽ chấn động ảnh ma tổ có hung danh hiển hách ở di khí chi thành lại còn có một mặt cung kính như thế già la minh tổ sắc mặt lạnh lùng trong tay hắn có từng đạo tử hải chi thủy giống như con rắn nhỏ đang bơi đi sau đó đột nhiên tiêu tán, cũng may bản tổ hao phí mấy ngàn vạn năm, bế quan lâu như vậy. Cuối cùng cũng biết rõ bộ phận lực lượng trong đó. Già La Minh tổ khóe miệng lộ vẻ tươi cười, sau đó nhìn về phía ảnh ma tổ bên cạnh. Ảnh ma, cái kia tử hải cấm địa hẳn là lập tức liền muốn mở ra đi, bổn tổ bế quan những ngày này, di khí chi địa có phát sinh đại sự gì sao? Có, đích xác có phát sinh một đại sự, ảnh ma quỷ tổ lạnh lùng nói, già La Minh tổ kinh ngạc nhìn qua, nhíu mày, hắn quá hiểu ảnh ma quỷ tổ bình thường coi như là có cái gì cấm khu chi chủ ngã xuống cũng không có khả năng bị hắn xưng là đại sự nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên khẳng định như vậy nói có đại sự phát sinh chuyện như vậy tuyệt đối không bình thường nói chuyện gì và la minh tổ lạnh lùng hỏi hơn một tháng trước tại quỷ vương điện xảy ra một hồi đại chiến tử thần mộ chủ cự linh quỷ tổ cửu anh lão quỷ còn có vạn minh tà tôn ngã xuống bọn họ đều chết ở trong tay một cái tự xưng minh chủ cường giả hơn nữa người này còn thu phục huyết sát quỷ tổ cùng huyền quỷ lão ma ngoài ra sâm minh quỷ vương bị một cái tự xưng là vạn cốt minh tổ cường giả đoạt xá cũng trở thành người này dưới trướng đây còn không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là người này còn khống chế tử hải chi thủy ảnh ma quỷ tổ nói vài ba câu liền đem tất cả những gì xảy ra ở quỷ vương điện kể lại con ngươi già la minh tổ đột nhiên co rụt lại khống chế tử hải chi thủy. Việc này là thật. Ảnh ma tổ lạnh lùng nói, lúc trước ở đây có phù long quỷ tổ cùng hơn 10 tôn cấm khu chi chủ nơi ta di khí, đều tận mắt nhìn thấy một màn này, ngoài ra, người này còn đem một bộ phận tử hải chi thủy ban cho phù long quỷ tổ bọn họ, để cho đám người phù long quỷ tổ cảm giác. Lĩnh ngộ, nói hết thảy đều là vì có thể rời khỏi di khí chi địa, cái gì, trong mắt già la minh tổ bắn ra hàng quan tình báo cụ thể cho ta ảnh ma quỷ tổ vung tay một viên ngọc giảng đen nhánh bay ra rơi vào trong tay già la minh tổ già la minh tổ chỉ là một cái cảm giác cũng đã thấy được trong đó tất cả tin tức sắc mặt của hắn nhất thời biến ảo khó lường toát ra một tia khó có thể tin già la minh tổ lẩm bẩm nói trong con ngươi có hàng quan lạnh lẽo bắn ra thú vị không ngờ lúc bổn tổ bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy ngay cả tử thần mộ chủ có quỷ vương chi nhận cũng chết, những tên này thật đúng là hảo thủ đoạn A, vạn cốt minh tổ, hừ, tên này lại không chết. Ảnh ma tổ nhíu mày, người này nói mình từng là một trong. Bảy đại minh tướng dưới trướng tứ cực đại đế U Minh đại đế. Không minh lão ma cũng chứng thực thân phận của hắn, và la minh tổ lạnh lùng nói, hắn không nói sai, người này đích thật là một trong bảy đại minh tướng dưới trướng U Minh đại đế, bất quá cũng là một minh tướng tầm thường nhất năm đó. Hơn nữa, từ thời viễn cổ, người này đã chết rồi, và La Minh Tổ cười lạnh, năm đó viễn cổ một trận chiến, minh giới cùng vũ trụ hải vung tay, khắp nơi đều là chém giết. U Minh Đại Đế sau khi mất tích, thân là một trong bảy đại minh tướng vạn cốt minh tổ tự nhiên sẽ bị. Rất nhiều cường giả theo dõi. Người này ở năm đó trong một lần chiến đấu tự bạo thân thể mà chết, không nghĩ tới lại còn sống, vậy hết thảy đều không phụ lòng ảnh ma quỷ tổ gật đầu không không đúng già la minh tổ lắc đầu ảnh ma quỷ tổ nhíu mày nhìn qua chỗ nào không đúng vạn cốt minh tổ năm đó sau khi ngã xuống mai danh ẩn tích nếu bản tổ đoán không sai người này hẳn là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn giấu ở minh giới kéo dài hơi tàn nhưng mấu chốt là hắn làm sao tiến vào di khí chi địa già la minh tổ ngẩng đầu ngữ khí lẩm bẩm hôm nay không phải năm đó những năm gần đây Cường giả tiến vào di khí chi địa đã càng ngày càng thư thất. Người này vào bằng cách nào? Người này có vấn đề. Ảnh ma quỷ tổ nghi hoặc, và la minh tổ cười lạnh. Một đạo tàn hồn mà thôi, thực lực của hắn hẳn là chưa từng hoàn toàn khôi phục, không đủ. Nhưng minh chủ kia, và la minh tổ nheo mắt lại, người này là ai? Thuộc hạ âm thầm hỏi qua rất nhiều cấm khu chi chủ, chưa từng có người ở minh giới nghe nói qua nhân vật này, tên này hoặc là giả, hoặc là chính là những năm gần đây mới ở minh giới bên trong lưu chuyển mà ra giả dạ, minh chủ người bình thường có thể chịu không nổi cái tên này và la minh tổ nhãn thần lạnh như băng trước mặt kệ nhiều như vậy ta muốn lấy được tử hải chi thủy của người này bổn tổ ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai lại có thể khống chế tử hải chi thủy và la minh tổ giơ tay trong lòng bàn tay một đạo tử hải chi thủy trào ra đây chính là bổn tổ hao phí ức năm ở chỗ sâu trong tử hải đóng cửa tử quan hơn nữa bằng vào đại nhân ban cho kiện bảo vật kia, mới miễn cưỡng quen thuộc lực lượng, người này dựa vào cái gì có thể làm được. Trong mắt già La Minh Tổ có sát ý dân trào, ảnh ma tổ lạnh lùng nói, đại nhân, đám người phù long quỷ tổ trước đó không lâu đã đi tới tử hải chi địa, thuộc hạ cố ý thiết kế lưu lại nghiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ. Trên người hai người này liền có một đạo tử hải chi thủy đối phương ban cho, nếu đại nhân cần, thuộc hạ lập tức gọi hai người tới, có thể, và la minh tổ gật đầu đột nhiên hắn gọi ảnh ma ma tổ lại nhớ kỹ âm thầm gọi hai người lại đây không cho bất luận kẻ nào biết hai người bọn họ đã tới phủ thành chủ hiểu rồi đại nhân thân hình ảnh ma quỷ tổ nhoáng lên đột nhiên biến mất và la minh tổ hiếp mắt nói lại có người đến hái đào của bản tổ bản tổ kinh doanh ở đây nhiều năm như vậy há cho phép một người ngoài như ngươi cướp đi chỗ tốt của bản tổ bùm một đạo sát ý khủng bố từ trong thân thể già La Minh Tổ đột nhiên quét sạch hư không, một lát sau, phía sau phủ thành chủ, ba đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Trên người ba người này đều tản mát ra khí tức khủng bố, chính là ảnh ma tổ và Nghiệt Hải Long Ma. Ảnh ma huynh, tình huống thế nào, lại muốn chúng ta che giấu hành tung đi cửa sau thông đạo, cẩn thận như vậy, ở bên cạnh hắn, một gã quỷ tu sắc mặt ngâm đen gầy yếu, còn lại là hắc hình lão quỷ, Ảnh ma tổ âm thầm truyền âm nói, hai vị, lúc trước thành chủ vẫn bế quan, hắn gặp hai vị, đoán chừng là vì chuyện quỷ vương điện minh chủ, chuyện này mọi người đều biết, và La Huynh còn muốn biết cái gì. Nghiệt hải long ma có chút nghi hoặc ảnh ma quỷ tổ cười nói, thành chủ năm đó đối với một ít cường giả dưới trướng tứ cực đại đế đều có chút hiểu biết. Ta nghĩ, hẳn là muốn hiểu rõ một chút chuyện vạn cốt minh tổ đi, hiện giờ tử hải cấm địa sắp mở ra, dù sao hai vị kế tiếp muốn đi tử hải chi địa, mà ta cùng thành chủ cũng chuẩn bị khởi hành đi, vừa vặn cùng nhau đi, coi như có một người bạn, ha ha ha, tốt lắm. Nhiệt hải long ma cười ha ha, ba người liền từ cửa sau tiến vào trong phủ thành chủ, sau khi ba người biến mất, một đạo thân ảnh bên ngoài phủ thành chủ chậm rãi hiện ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, nhiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ tại sao lại ở chỗ này, hai người bọn họ không có đi theo phù long quỷ tổ tiến vào tử hải chi địa sau hơn nữa còn lén lút từ phủ thành chủ cửa sau đi vào làm cái quỷ gì trong hư không một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra chính là không minh lão ma trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc quanh năm ở di khí chi địa sinh tồn không minh lão ma nhạy cảm cảm giác được chuyện này có cổ quái chẳng lẽ là bọn hắn có cái gì mưu đồ bí mật không minh lão ma nghĩ nghĩ thân hình lúc này ẩn núp ở trong hư không trốn ở một bên trong đại điện phủ thành chủ nhiệt hải long ma và hắc hình lão quỷ dưới sự dẫn dắt của ảnh ma tổ đã gặp già la minh tổ ha ha già la huynh nghe ảnh ma quỷ tổ nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta và hắc hình lão quỷ không biết là chuyện gì nhiệt hải huynh và hắc hình huynh tới ảnh ma mau cho hai vị xem chỗ ngồi già la minh tổ nhiệt tình nói ha ha trong chỗ thì không cần trong mắt nhiệt hải long ma già la minh tổ luôn nhiệt tình như vậy hắn khoát tay nói, đám Long Huynh đã đi trước tử hải, ta và Hắc Hình Huynh trùng hợp có việc mới ở lại, và La Huynh nếu là muốn biết cái gì, liền nhanh chóng hỏi đi, chúng ta cũng phải mau chóng đi tới tử hải, đi làm quen khí tức sát ý sâu trong tử hải, hai vị kia cũng không đến mức ngay cả ngồi cũng không ngồi, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Và La Minh Tổ cười cười, mà lúc này ảnh ma quỷ tổ đã đem hai cái ghế đá đặt tới bên cạnh hai người, hơn nữa bưng lên hai chén trà thơm. Nghiệt Hải Long Ma nghĩ nghĩ, dù sao cũng muốn nói chuyện cũng ngồi xuống. Hai vị, ta lần này tìm hai vị, là muốn biết lúc trước quỷ vương điện phát sinh hết thảy, hai vị vừa vặn ở hiện trường, kính xin hai vị một năm một mười nói cho bản tổ, dù sao tin vỉa hè lại như thế nào kịp hai vị tự mình trải qua đây. La Minh Tổ cười nói, Nghiệt Hải Long Ma cười nói, không thể tưởng được già La Huynh ngươi luôn luôn không hỏi thế sự. Cương nhiên cũng tò mò chuyện này, cũng được, chuyện này, còn phải nói trước từ quỷ khốc lĩnh, lúc ấy chúng ta cũng ngoài ý muốn nhận được tin tức, tử thần mộ chủ cùng sa minh quỷ vương tại quỷ khốc lĩnh đại chiến, lúc này mới chuẩn bị đi tới, nghiệt hải long ma cũng không giấu tư, khi sắp chuyện trước đó kể lại từ đầu, hắn vốn là thích kết giao bằng hữu, hơn nữa là tự mình trải qua, lúc này kể lại càng là duy diệu duy tiếu, vẻn vẹn một nén nhang công phu. Liền đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói. Ra, thì ra là thế các hà nói người này trật tự lĩnh vực cực kỳ khủng bố ẩn chứa không gian chi uy thậm chí có thể đem chư vị tất cả cắt ra không sai nghiệt hải long ma gật đầu nói người này cái khác không nói cái kia trật tự lĩnh vực là cực kỳ khủng bố coi như là tử thần mộ chủ tử thần lĩnh vực cũng không cách nào ngăn cản đối phương lĩnh vực áp bách lúc ấy chúng ta sau khi bị cắt ra kiệt hết toàn lực xuất thủ cũng chỉ là mơ hồ lay động mà thôi trừ phi lúc ấy chúng ta rất nhiều cấm khu chi chủ thiêu đốt bản nguyên không muốn sống công kích. Nếu không muốn phá vỡ đối phương không gian phân cách, cũng không phải một chuyện dễ dàng, coi như là như vậy, trong quá trình chúng ta phá vỡ không gian của đối phương, sợ cũng sẽ có người ngã xuống, bây giờ nhớ lại, nghiệt hải long ma cũng có chút kinh hải, và la minh tổ giật mình nói, hắn trầm ngâm một lát, cao mày nói, bản tổ còn nghe nói, các ngươi đều chiếm được đối phương một đạo tử hải chi thủy, không biết có việc này hay không tử hải chi thủy này, hai vị có thể cho bản tổ quan sát một chút. Hay không, cái này, nghiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ liếc nhau. Có chút do dự, tần trần cho tử hải chi thủy cực kỳ trân quý, để cho hai người bọn họ lấy ra, bản năng có chút kháng cự, sao, có gì không tiện sao, và la minh tổ nghi hoặc hỏi, không có gì bất tiện, và la huynh muốn quan sát cũng không sao, nghiệt hải long ma suy nghĩ một chút, dù sao đạo tử hải chi thủy này trong khoảng thời gian này đã bị bọn họ khống chế bộ phận, có thể tùy ý điều khiển, mà già La Minh Tổ chưa từng thấy qua. Muốn gặp một chút cũng rất bình thường, nghĩ tới đây, nghiệt hải long ma. giơ tay lên, một đạo tử hải chi thủy đã hiện lên trong hư không. Xuất hiện trước mặt già La Minh Tổ, thật đúng là tử hải chi thủy. Già La Minh Tổ lắp bắp kinh hải, đi tới gần, nhìn tử hải chi thủy, Nhìn không được đưa tay muốn chạm vào, Nghiệt Hải Long Ma vội vàng nói: "Và La huynh cẩn thận một chút, vật này đã bị bổn tọa khống chế, nếu ngươi chạm vào, không chừng sẽ kích phát sát ý trong đó, làm bị thương chính ngươi." Nghiệt Hải Huynh yên tâm, bản tổ chỉ hơi cảm giác một chút, sẽ không trực tiếp đụng vào. Và La Minh tổ nói xong, quả nhiên tay dừng lại trên mặt nước tử hải, sau đó hơi cảm giác được. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, một lát sau Già dạ la minh tổ nhìn về phía hắc hình lão quỷ hắc hình huynh tử hải chi thủy của ngươi đâu hắc hình lão quỷ lúc này khoát tay cũng thả ra một dòng nước tử hải và dạ la huynh xem hai đạo tử hải chi thủy lơ lửng trong đại điện này và dạ la minh tổ quay lại vài vòng nhìn không được chật chật lấy làm kỳ lạ cảm giác lại cảm giác khiến nhiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ đều chờ có chút lo lắng nếu già dạ la huynh cảm thấy hứng thú với tử hải chi thủy có thể đi tử hải chi địa nếu gặp minh chủ kia có thể đòi hỏi một ít, người này tuy rằng thủ đoạn sắc bén, nhưng làm người sản khoái, và La Huynh chính là thành chủ di khí chi thành của ta. Nếu đòi hỏi, đối phương nghĩ đến hẳn là sẽ cho già La Huynh một ít. Nghiệt Hải Long Ma nghĩ nghĩ nói, đồng thời, hắn vung tay lên, muốn đem tử hải chi thủy thu hồi lại, Nghiệt Hải Huynh đừng nóng vội. Già La Minh Tổ nở nụ cười, bổn tổ nhất định sẽ tìm minh chủ đòi tử hải chi thủy, nhưng bản tổ ở đây cũng rất muốn biết lĩnh vực trật tự không gian của đối phương mạnh đến mức nào cái này báo thế nào nghiệt hải long ma ngẩn ra hắc hình lão quỷ bên cạnh cũng nhíu mày bọn họ chỉ là trải qua không gian trật tự lĩnh vực của tần trần về phần lĩnh vực của tần trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu hai người bọn họ lại không cách nào phóng thích cho già la minh tổ xem chỉ có thể hình dung đơn giản mà thôi cái này đơn giản bản tổ bế quan nhiều năm như vậy am hiểu nhất chính là lĩnh vực trật tự. Hai vị chỉ cần hình dung một chút giữa bản tổ và lĩnh vực trật tự của người này có bao nhiêu chênh lệch là được. Đến lúc đó bản tổ gặp được đối phương, trong lòng cũng có chút tính toán. Và La Minh tổ nói xong, oanh một tiếng, trong thân thể của hắn đột nhiên phóng thích ra một cổ sát ý khủng bố. Trong phút chốc, một cổ sát ý này bao phủ toàn bộ không gian đại điện. Đem nhiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ đều bao vây ở bên trong, và La Huynh, người đây là nghiệt hải long ma và hắc hình lão quỷ đều cả kinh sau một khắc hai người đồng thời phóng thích ra lĩnh vực trật tự của mình ầm ầm hai tiếng hai lĩnh vực trật tự khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra ầm ầm va chạm với lĩnh vực trật tự của già la minh tổ thân là tam trọng siêu thoát cường giả hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú bản năng không muốn để cho mình đặt mình ở người khác trật tự trong lĩnh vực bởi vì một khi đặt mình ở người khác trật tự trong lĩnh vực vậy thì tương đương với bốn phía hoàn toàn bị người khác cho khống chế, chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, nghiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ trật tự lĩnh vực sau khi đụng vào già la minh tổ trật tự lĩnh vực, thật giống như đụng vào một bức tường vô cùng kiên cố, hai người bọn họ trật tự lĩnh vực đúng là bị đè nén ở trong một phạm vi cực nhỏ, căn bản đụng không ra già la minh tổ trật tự lĩnh vực trói buộc, sao có thể thế được? Trong lòng hai người nhất thời kinh hải, hai người bọn họ tuy rằng không phải cường giả siêu thoát tam trọng hậu kỳ nhưng một thân tu vi cũng cực kỳ đáng sợ lĩnh vực trật tự của bọn họ một khi phóng thích ra cho dù là gặp phải cường giả trật tự vĩnh hằng tam trọng hậu kỳ như huyết sát quỷ tổ tử thần mộ chủ phù long quỷ tổ cũng không đến mức bị áp chế như thế cho dù rơi vào thế hạ phong tốt xấu gì cũng có năng lực phản kháng nhưng hiện tại lĩnh vực trật tự của hai người bọn họ ở dưới lĩnh vực của già la minh tổ lại căn bản không thể chống đỡ lĩnh vực của già La Minh tổ đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Đỉnh phong vĩnh hằng trật tự cảnh sao? Hai người theo bản năng liền muốn kiệt lực vận chuyển trật tự lĩnh vực, xé rách bốn phía trói buộc, thậm chí muốn tế xuất vũ khí đến, bị người khác lĩnh vực trói buộc. Đây là bọn hắn những này cấm khu chi chủ tối kỵ, nhưng đúng lúc này, già La Minh tổ cười dò hỏi, thế nào, hai vị cảm thấy lĩnh vực trật tự này của ta so với lĩnh vực không gian của minh chủ, bên nào mạnh bên nào yếu, nghe vậy, nghiệt hải long ma trong lòng vô thức buông lỏng bởi vì già la minh tổ cười hiếp mắt căn bản không giống cố ý ngược lại giống như là thật muốn nghiệm chứng lĩnh vực mạnh yếu nghiệt hải long ma lúc này mở miệng nói lĩnh vực của già la huynh quả nhiên cường đại sát ý dư thừa không phân cao thấp với minh chủ kia chúng ta bội phục bất quá kính xin già la huynh thu hồi lĩnh vực để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết hắn còn chưa dứt lời Đột nhiên nghe được một bên hắc hình lão quỷ đột nhiên kinh nộ rít gào, ảnh ma quỷ tổ, ngươi, phốc suy một tiếng, nguyên bản vẫn trốn ở một bên ảnh ma quỷ tổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở hắc hình lão quỷ sau lưng. Trong tay một đôi hắc ám nha mi thứ đã hung hăng đâm vào hắc hình lão quỷ sau lưng. Nháy mắt đem hắc hình lão quỷ đóng đinh ở trong hư không, ảnh ma, ngươi làm cái gì, Nghiệt Hải Long ma lúc này cả kinh, nhiều năm bản năng chiến đấu để cho hắn trước tiên theo bản năng liền đem tự thân trật tự lĩnh vực điên cùng bạo phát ra đồng thời liền muốn lao ra phiến đại điện này nếu như lúc này hắn còn không có cảm giác được không thích hợp vậy hắn đã sớm sống không đến bây giờ chỉ nghe ầm ầm một tiếng khí tức khủng bố trong thân thể nghiệt hải long ma bộc phát một mảnh hải dương đen kịt mênh mông thổi quét ở trong hải dương kia mơ hồ có một đầu long ảnh đang rít gào muốn phá tan tràn buộc lĩnh vực của già La Minh Tổ, chỉ là không đợi lĩnh vực của hắn hoàn toàn bộc phát, nghiệt hải Long Ma cũng cảm giác được cả người căng thẳng, một loại cảm giác sát ý lạnh như băng bao phủ hắn, đồng thời lĩnh vực hắn phóng thích ra lại phát ra tiếng xé trách tỉ mỉ, lĩnh vực của hắn ngay cả thi triển cũng chưa kịp thi triển cũng đã trong nháy mắt sụp đổ, đỉnh phong lĩnh vực, ngươi, nghiệt hải Long Ma kinh hải nhìn. Về phía già La Minh Tổ, mà giờ phút này già la minh tổ vẫn được xưng là người hiền lành trên mặt đã hoàn toàn không còn nụ cười chỉ có một mảnh tàn nhẫn cùng dữ tợn giống như ma quỷ đi ra từ địa ngục nghiệt hải long ma cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ở di khí chi thành bị xưng hô trăm triệu năm lão người tốt già la minh tổ sẽ có vẻ mặt như vậy hắn theo bản năng muốn thúc giục tử hải chi thủy trước người mình nhưng thần thức của hắn vừa động liền hoảng sợ phát hiện tử hải chi thủy trước mặt mình không ngừng rung động nhưng căn bản không bị hắn khống chế, không tốt. Nghiệt hải long ma lập tức liền minh bạch tình cảnh của mình, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp muốn thiêu đốt bản nguyên của mình. Nhưng hắn còn chưa kịp đem bản nguyên thiêu đốt lên, và la minh tổ trong tay cũng đã xuất hiện một thanh đen kịch cổ sư đoạn mâu, ngắn mâu này chỉ có một nửa, nhưng chỉ có một nửa ngắn mâu lại tản mát ra một loại lực tà ác khủng bố loan lỗ muốn cắn nuốt nghiệt hải long ma thần hồn, trong nháy mắt hắn muốn thiêu đốt bản nguyên đoạn mâu đen kịch loan lỗ này cũng đã hung hăng đâm thủng bản nguyên của hắn, xuyên thủng thân thể của hắn. À, một tiếng kêu thảm thiết, bản nguyên của nghiệt hải long ma. Trong nháy mắt sụp đổ, linh hồn của hắn vừa mới tràn ra. Đã bị bàn tay to của già La Minh tổ vương ra nắm trong tay, trực tiếp bóp nổ, ầm một tiếng, thần hồn cuồn cuộn tản ra, già La Minh tổ trong nháy mắt hít vào trong thân thể, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thích ý, một chiêu, chỉ có một chiêu nghiệt hải long ma đã bị già la minh tổ tiêu diệt cho dù nghiệt hải long ma khinh địch nhưng cũng là một cường giả cấp cấm khu chi chủ hắc hình lão quỷ bên cạnh lại kinh hãi một câu cũng không nói nên lời già la huynh ảnh ma huynh hạ thủ lưu tình ta nguyện hắc hình lão quỷ hoảng sợ mở miệng chỉ là hắn còn chưa nói xong trong tay ảnh ma một đạo sát ý khủng bố bộc phát ra trực tiếp đem thân thể của hắn hoàn toàn chôn vùi ra mà thần hồn của hắn cũng vội vàng hoảng sợ phóng lên trời, lại bị già La Minh Tổ bắt lấy, đồng dạng trong nháy mắt bóp nổ, cắn nuốt vào trong thân thể của mình, thoải mái, già La Minh Tổ nhắm mắt lại, trong nháy mắt lộ ra bộ dáng hưởng thụ, cả người giống như được đại bổ, sau đó hắn giơ tay lên, nghiệt hải long ma cùng hắc hình lão quỷ lưu lại hai đạo tử hải chi thủy cũng đã bị hắn triệt để thu. Lại, đầy trời trật tự lĩnh vực cũng chợt biến mất không còn. Đại nhân, Tử Hải chi thủy vừa rồi, ảnh ma quỷ tổ nhìn không được mở miệng là Tử Hải tuyền nhãn chi thủy. Và La Minh tổ mở to mắt, lạnh lùng nói, Tử Hải tuyền nhãn, ảnh ma quỷ tổ nhíu mày. Đúng, người này hẳn là chiếm được cả một cái Tử Hải tuyền nhãn, cùng bản tổ trực tiếp khống chế nước biển trong Tử Hải không giống nhau, giữa hai cái này vẫn là có một chút chênh lệch. Người này tuy rằng có thể khống chế Tử Hải tuyền nhãn chi thủy nhưng tử hải tuyền nhãn bản thân liền tương đối dễ dàng cảm ngộ, so với tử hải sâu trong nước biển càng ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy rằng không rõ ràng lắm người này là như thế nào khống chế tử hải tuyền nhãn, nhưng là có thể thu hồi nguyên một cái tử hải tuyền nhãn, người này cũng là cực kỳ ghê gớm, trên người của hắn tất nhiên có chút bí mật, nhưng so với bản tổ trực tiếp cảm ngộ tử hải chi thủy sâu trong tử hải, người này vẫn là kém một chút, và la minh tổ vẻ mặt ngạo nghễ đại nhân thần võ ảnh ma quỷ tổ cung kính hành lễ nói già la minh tổ hiếp mắt cả một dòng nước suối tử hải vật này không phải chuyện đùa đi cùng bản tổ tiên đi quỷ vương điện một chuyến gặp người này một lát hy vọng người này còn chưa kịp xuất phát đi đến tử hải chi địa vâng trong hư không hai đạo thân ảnh lóe lên già la minh tổ cùng ảnh ma quỷ tổ đột nhiên ly khai phủ thành chủ lóe lên một cái chính là đã biến mất ở di khí chi thành trên không là già la minh tổ và ảnh ma quỷ tổ Hướng đó hẳn là Quỷ Vương Điện, nhưng Nghiệt Hải Long Ma và Hắc Hình Lão Quỷ thì sao? Sau khi hai thân ảnh này biến mất trong hư không, thân hình không minh lão ma chậm rãi hiện ra trong ánh. Mắt có vẻ kinh hãi nhìn phủ thành chủ cách đó không xa. Lúc trước hắn mơ hồ từ trong phủ thành chủ cảm nhận được một tia dao động, có tử hải chi thủy sát ý dao động, hơn nữa tự hồ có cái gì khí tức tại vẫn lạc tiêu tán, lại kết hợp vừa rồi hắn chứng kiến một cái kinh hãi ý niệm trong đầu của hắn trong nháy mắt bắt đầu khởi động đi ra, nơi đây không thể ở lâu, không minh lão ma tâm thần kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, hư không chợt lóe, hắn cả người dĩ nhiên biến mất ở nơi này, mà hết thảy nơi này, tự nhiên không có bất luận kẻ nào biết được. Ngoài trừ tần trần vừa mới tiến vào tử hải, ta cho ra ngoài tử hải chi thủy, tần trần dừng bước, trong ánh mắt toát ra một tia hồ nghi, ánh mắt hơi nheo lại, trần thiếu, làm sao vậy, vạn cốt minh tổ nghi hoặc nói, không có gì, tần trần lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ô ô ô. Trước mắt tử hải bắt đầu khởi động, tần trần lẳng lặng lơ lửng ở trên không tử hải, hắn bây giờ chỉ là vừa tiến vào tử hải, còn chưa đi vào sâu trong tử hải, cũng đã cảm nhận được có một loại quỷ dị sát ý mang theo tiếng nứt nở ở bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn, âm thanh này giống như tiếng nứt nở của cơn gió sa mạc thổi lên mặt đất. Lại giống như tiếng kêu cứu thê thảm trong ốc biển, càng giống như tiếng khóc than của một người qua đường tuyệt vọng trong biển rộng, tác động đến tâm hồn con người, thanh âm này, để tần trần mơ hồ cả người tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên, nhưng quỷ dị chính là, đám vạn cốt minh tổ lại không có chút phản ứng nào, giống như âm thanh này căn bản không tồn tại, các ngươi có nghe được cái gì không? Tần trần nhíu mày mở miệng. Các bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nghe những bộ truyện mới nhất nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ